Hello everyone, xin chào tất cả mọi người. Mình vừa thành lập một kênh mới tên Trần Skin. Mình sẽ chuyên đăng những cái video về mụn cứng đầu, mụn lớn ở trên kênh Trần Skin. Link kênh mình đang để dưới phần bình luận và trong phần tiêu đề có mô tả. Hy vọng mọi người hãy vào xem video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Trần Skin. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong kênh Trần Skin nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.